sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ đấu giá đất rạn dân, đầu tư xây dựng có chọn lọc, phù hợp với lợi ích của số đông nhân dân. Tất cả những yếu tố này đã giúp xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi có diện mạo đổi mới trong những năm gần đây. Năm học này, điểm trường Nam Trì của trường mầm non xã Đặng Lễ được đưa vào sử dụng, tổng kinh phí đầu tư hoàn toàn từ nguồn vốn đấu giá đất giãn dân tại địa phương. 8 phòng học mới có diện tích theo đúng quy định, có phòng vệ sinh khép kín, được trang bị đầy đủ thiết bị đồ dùng phục vụ học tập và sinh hoạt của trẻ. Khi được Ủy ban Nhân dân xã Đặng Lễ đầu tư cơ sở vật chất xây dựng cho khu Nam Trì trường mầm non mới thì phụ huynh rất là yên tâm khi mà gửi cháu đến trường ạ. Và các cô giáo cũng là phấn khởi khi được làm việc trong cái môi trường sạch sẽ. Có hai hộ thuộc tiền từ năm 2021 đến nay, xã Đặng Lễ đã triển khai hai dự án đất giãn dân với diện tích khoảng 1,8 hecta. Sau khi đấu giá, ngân sách địa phương thu được khoảng 180 tỷ đồng. Ngoài các nguồn trích lại cho huyện và trả cho đơn vị thi công hạ tầng, nguồn vốn còn lại được xã phân bổ kinh phí để xây dựng các công trình công cộng phục vụ dân sinh. Đến nay, xã đã đầu tư xây dựng và trang bị nội thất các nhà văn hóa cho tất cả các thôn. 100% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa. Cả 3 cấp học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đều đang được đầu tư xây dựng phòng học, phòng bộ môn, công trình, vệ sinh, nước sạch. Qua đó, giúp cho xã Đặng Lễ đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2021. Thời điểm hiện tại, xã đang tiếp tục triển khai xây dựng trụ sở công an xã, mở rộng một số sân chơi thể thao tại các khu dân cư, từ đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Rất là ủng hộ, đồng tình với cái chủ trương đấu giá đất để xây dựng nông thôn mới. Người dân được hưởng lợi, sang trang, đổi mới, tất cả công trình từ xã đến thôn đã đều được thay da đổi thịt. Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền tốt, quy hoạch tốt và làm theo trình tự thủ tục kế hoạch đầu tư công và có kế hoạch đầu tư hàng năm thì tập trung ưu tiên cho xây dựng hạ tầng cơ sở, ưu tiên các cái công trình đang thi công và tập trung cao cho các công trình phúc lợi như các trường học, trạm y tế và các cái tuyến đường giao thông. Hiện tại, xã Đặng Lễ đang triển khai xây dựng hạ tầng, tiếp tục đấu giá khu đất giãn dân rộng 1,4 hecta tại thôn Đới Khê. Trong đó, xã địa phương đầu tư cũng xác định phải tính toán sử dụng nguồn vốn này hợp lý, hiệu quả để xây dựng Đặng Lễ trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.